Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Danh ca Chí Linh tên thật là Trà Len, là người gốc Chăm và có tên Việt là Lưu Văn Liên, sinh năm 1942 tại làng Hiệu Đức, một làm Chăm ở tỉnh Ninh Thuận. Trong gia đình có ba anh em, cha của Chí Linh mất sớm, khi đó ông mới được 4 tuổi. Sau đó, ông có thêm cha kế và ba người em cùng mẹ khác cha. Dù gia cảnh khó khăn, nhưng Chí Linh may mắn được học hành đầy đủ. Lúc nhỏ, khi theo học tại trường làng Hữu Đức, ông được các linh mục người Pháp dạy về nhạc lý căn bản. Lớn lên, ông theo học trung học tại trường Bồ Đề ở Phan Rang. Là người đông con, Chí Linh rất hạnh phúc khi hầu hết các con ông đều theo nghiệp cha. Chế Phương là người con mà ông mang theo khi xa quê hương, rất có căn bản từ sáng tác đến giọng hát và từng tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình. Tuy nhiên, sau đó, Chế Phương đã chọn một hướng đi thích hợp hơn là theo đuổi việc kinh doanh. Chế Phi là em kế tiếp của Chế Phương nhưng không may mắn gần cha như anh trai. Lần cuối cùng vào năm 1980 khi quyết định đi ra nước ngoài, tôi đã âm thầm mang đứa con trai đầu là Chế Phương. Lúc ấy, Chế Phi còn nhỏ lắm, tôi chỉ mang theo được một đứa lớn 13 tuổi. Trước khi đi, tôi có ôm Chế Phi lần cuối vào lòng và tự nghĩ không biết bao mới gặp lại. Sau mấy mươi năm xa cách và ngày trở về quê hương, Chế Phi đã trưởng thành và cũng theo con đường nghệ thuật. Tôi rất vui, Chế Linh chia sẻ. Kỷ niệm về Chế Kha còn buồn hơn vì đứa con này gắn với những kỷ niệm khó quên và đau buồn nhất đời Chế Linh. Khi người vợ thứ ba của ông mất, để lại hai đứa con còn rất nhỏ, đứa thứ nhất 2 tuổi, đứa thứ hai 8 tháng tuổi. Tôi một mình tự trông con. Gác hết mọi sinh hoạt ca hát, bà ngoại là công nhân viên nhà nước, cứ sau giờ làm việc là chạy tới thăm các cháu và mỗi cuối tuần bà ngoại đến mang các cháu về nhà. Sau đó vì quyết định theo di thư của mẹ nên đành giao nơi bà ngoại một đứa anh và bên nội một đứa em. Không bao lâu gia đình ông bà ngoại ra nước ngoài theo diện HO và mang theo đứa anh hiện đang sinh sống tại tiểu bang City của Hoa Kỳ. Đứa em vẫn còn ở lại quê nhà là Chế Kha, danh ca hải ngoại tâm sự. Chế Linh cho biết lúc chưa về quê hương, ông cũng gọi để nhờ vả những người đàn anh và bạn bè như nhạc sĩ Châu Kỳ, Trúc Phương, Thanh Sơn quan tâm giúp đỡ con mình vì chưa trực tiếp gần gũi truyền nghề cho con. Khi về nước biểu diễn, ông thường rủ các con lên sân khấu solo hoặc biểu diễn cùng mình để có dịp truyền cho con lửa nghề. Chế Linh cho biết ông mời các con tham gia biểu diễn trong các chương trình của mình bởi các con là những nghệ sĩ thực thụ. Các con tôi giọng ca cũng mang luyến lấy và cùng chất giọng của tôi, nhưng có phần trẻ trung hơn, Chế Linh tự hào. Dù vậy, Chế Linh không dùng danh tiếng của mình để PR cho các con hay nhờ vả các ông bầu cho con mình có thêm nhiều đêm diễn. Tôi không thể lấy tiếng tăm của mình ra để gây ảnh hưởng đến các con tôi làm mất tự nhiên về nhiều mặt, từ nghệ thuật đến ý nghĩa sống trong xã hội. Trước đây tôi đã tự mình mày mò học hỏi tìm hiểu vô cùng gian nan để vượt qua những khó khăn mới có một chỗ đứng của ngày hôm nay. Theo quan niệm của tôi, giá trị đích thực của cuộc sống là tự đứng bằng đôi chân của chính mình. Tuy ít khi sinh hoạt trực tiếp với các con nhưng tôi vẫn luôn theo dõi những hoạt động của chúng, Chế Linh tâm sự. Ông cũng không muốn các con tham gia game show truyền hình thực tế để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng. Vì với ông, game show đúng nghĩa chữ Việt là trò chơi giải trí, có khi bới móc đời tư của nhau, mong gây sự chú ý của khán giả. Tôi không can ngăn nhưng không có nghĩa là đồng tình. Hơn nữa, chúng đã trưởng thành và tự biết mình phải làm gì. Chế Linh phân tích, hiện tại Chế Phong, Chế Phi, Chế Kha tuy không phải là những tên tuổi nổi tiếng nhưng cũng là những nghệ sĩ có show đều đặn và được nhiều khán giả mến mộ. Trong đêm diễn vinh danh các nhạc phẩm của Tú Nhi, cũng chính là các nhạc phẩm của Chế Linh trong hai đêm nhạc diễn ra tại Hà Nội, Chế Linh cùng các con sẽ có những màn kết hợp từng làm lay động trái tim khán giả. Năm 1957, khi mới 15 tuổi, Chế Linh trốn gia đình để bỏ làng rời mảnh đất quê hương quanh năm khô cằn nắng cháy để một mình vào vùng đất hứa Sài Gòn để tự đi tìm tương lai tốt đẹp hơn, ông kể lại. Tôi leo lên xe lửa chỉ với một chồng bánh tráng, một bộ đồ, phía đó không có một người quen biết nào cả. Nhưng tôi đã nghĩ chỗ nào cũng là con người, rồi sẽ có tình thương. Bao cậu bé đánh giày cũng sống được cơ mà. Khi ấy tôi thậm chí chưa nói thông thạo được tiếng Kinh, chưa biết chữ, nên việc đầu tiên là tôi lo kiếm việc để sống, chứ chưa có ý thức sẽ học nhạc. Đến Sài Gòn, 3 ngày đầu tôi chẳng có nơi ngủ, chẳng có gì ăn ngoài bánh tráng.
Đến ngày thứ tư, một ông xích lô đã chở tôi đến gặp gia đình người Tàu để nhận trông con giúp. Ban ngày trông trẻ, buổi tối tôi tự học nhưng không dám thắp đèn của chủ mà tự mua đèn dầu để học. Thấy tôi như vậy, họ sợ cháy nhà và thương tôi nên đã mua bàn, mua đèn neon cho tôi học. Từ đó gia đình coi tôi như con, ông bà cho tôi đi học. Tuy được gia đình người Hoa đối xử rất tốt, được cho ăn học đàng hoàng, nhưng việc làm thuê như vậy không thể giúp tiến thân. Không phải là mục đích khi quyết định rời xa quê, nên Chế Linh muốn tìm hướng đi khác cho cuộc đời. Hiện nay, đã qua tuổi 80, Chế Linh vẫn chưa dạy nghệ và còn đi hát. Có thể xem ông là một trong những ca sĩ lớn tuổi nhất thế giới vẫn còn hoạt động văn nghệ ở thời điểm hiện tại. Để giữ được giọng hát trong thời gian suốt 60 năm qua như vậy, Chế Linh đã tự đặt ra những nguyên tắc khắt khe cho chính mình. Đó là không bao giờ nói chuyện với ai trước mỗi đêm diễn, thậm chí không nói chuyện cả với vợ. Ông chia sẻ, ông trời phú cho mình giọng hát thì mình phải luôn giữ giọng và tập luyện thường xuyên. Việc một ngày tôi luyện thanh từ 10 tới 20 bài là bình thường. Cơm có thể ăn bớt một chút, nhưng việc tập thể thao và luyện giọng thì ngày nào tôi cũng phải làm. Mệt tôi cũng tập, có khi vài chục phút, có khi vài tiếng. Sau khi ngủ dậy uống cà phê thì phải tập, rồi muốn đi đâu thì đi. Đó là nếp rồi. Chế Linh tâm sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.